Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay quay cần câu để cho mọi người lựa này. Đấy. Đầu tiên là một cây cần Daiwa. Daiwa, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cây cần này khoảng cỡ 80-85% nha mọi người, 80-85%. Đấy, này, đọt này. Mình nói trước là nó bị gãy một đoạn đọt ngắn trên này nha mọi người, gãy một đoạn đọt ngắn thành ra nó rớt hai cái khoang, tức là nó mắc một cái đầu bu với hai cái khoang ở khoảng trung gian này. Đấy, hai cái khoang ở khoảng trung gian này. Đấy, còn lại ba cái khoang này. Đấy. Đó, khoang này thì đều bị nứt rồi nha mọi người, nhưng mà còn đá mọi người về nhỏ keo là vẫn dùng được. Còn này chỉ mua hai cái khoang nhỏ với lại một cái đầu bu gắn vào là được. Đấy. Cần Daiwa. Đấy. Bát Fuji FX5 này. Đấy. Cần này thì khá là thon gọn. Nó dài 2m4 này, thu vào 88cm này, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly. Cần nặng là 100g nha mọi người. Rất là thon gọn nhẹ. Đây là cái số 1. 80.000. Số 1 80.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2. Này, số 2 là một cây cần hiệu gì thì trừ tem nó cũng mờ rồi. Tem mờ rồi nha mọi người, đọc không ra nữa. Suguru cái gì đây? Nói chung là đọc không ra nữa nha mọi người. À, chất liệu là phíp, cái cần này chất liệu phíp cần rút nha mọi người. Đấy. Bát của nó này. Fuji FX6 này. Cái cần này ngoại hình khoảng cỡ 80%. Khoảng cỡ 80% nha mọi người. Đọt thì khá cứng cáp nha mọi người. Đấy. 1 2 3 4. Nó có 4 đoạn. Quay cái cần số 1 mình quay nó mấy đoạn này. Nó có 4 đoạn nha mọi người. Đấy. Phang này. Nứt này. Phang này còn ngon này. Chỉ có cái phang này là nứt bể này. Đây, nứt ra. Đá thì còn nha mọi người. Đằng này thì mình không thấy nứt. Ok luôn. Đấy. Mình thấy chỉ có một cái khoang này là nó nứt bể thôi nha mọi người. Một cái khoang thứ ba từ đọt xuống này, nứt bể chỗ này. Ngồi về mọi người nhỏ keo dán chỗ này là keo bê dán chỗ này là ok. Như cái cần ngon nguyên ri. Đấy. 1 2 3 4 đoạn. 4 đoạn tất cả. Cái cần này dài 3 mét. Dài 3 mét nhé. Thu vào là 85cm, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 200g. Cây này cái số 2, giá 180.000. Số 2, giá 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 3 là một cái cần Shimano. Đấy, cần Shimano. Đấy, cần này chất liệu cũng là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng gỡ 80%, 80-85%. Đấy, dàn phang thì bể nứt cái này. Đó, mắt đá này. Đấy, cái phang này thì còn này, ok. Phang này cũng còn ok. À, phang này nứt cái vặt dưới, phang này cũng nứt vặt dưới nha mọi người. Đấy, về dán lại cũng được. Không có thay nguyên cái giá bóng cái phang này đi. Đấy, thay bóng cái phang đi. Thay thì thực ra những cái này nó thay rất là đơn giản nha mọi người. Những cái này thay rất là đơn giản thôi. Đây, mọi người về mua mấy cái phang nhựa này thì nó cũng rẻ à. Đấy, mua về thay vài chục ngàn, bốn cái phang này có vài chục ngàn à. Đấy. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Cái cần này có tất cả ba đoạn nha mọi người. Ba đoạn cần Shimano, ba đoạn Bát Fuji này. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 90cm, đường kính đột đỉnh là 3,5 ly. Anh ta chờ mình biết mình đo lại cái đọc đỉnh này xíu. Kính đọc đỉnh của nó là 2,5 ly nha mọi người. Đây số 2 này, kính đọc đỉnh của nó 2,5 ly, cân nặng là 220g.
Đấy, đây là cái số 3. 380.000. 380.000 nha mọi người. Tiếp theo số 4, tiếp tục là một cây cần rút Shimano. Cần này chất liệu là phíp luôn nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng trên 80%. Đấy, vàng này. Này mắc đá này, nứt mắc đá này. Nứt này. Đấy. Còn này cũng mắc đá rồi. Bị nứt rồi chỗ nào rồi không? Đây cũng nứt rồi này. Đấy, mắc đá. Này thì nứt nhưng mà còn đá nha mọi người. Đấy. Bốn cái phan dược đây thì mọi người thay luôn đi là khỏe. Đầu bu còn ok này. Bu Fuji này thấy không? Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, nó cũng ba đoạn luôn. Đấy, cái cần này dài 2m4, thu vào là 89cm, đường kính đọc đỉnh là 2,3 ly, cân nặng là 220g. Đấy, cây này cây số 4. Đúng. Cây này à, Bass Fuji nha mọi người. Cây này mình bán 120.000. 120.000 nha mọi người. Nó có cái thông số gì đây này. Đấy. Tiếp theo lại tiếp tục một cây cần Shimano Holiday. Đây. Shimano Holiday nha mọi người. Shimano Holiday, cái cần này thì cũng thể loại rút thôi. Cần chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng trên 80%. Đấy. Này. Đá thì còn nhưng mà bị nứt thì có nha mọi người. Đây, cái này thì còn dán keo gì đây. Đấy, này nứt mặt trong nha mọi người. Đấy, cái này cũng thế. Nứt có lại đấy, mọi người về thay bốn cái phan này, tốt nhất về thay bốn cái phan này. Đầu bu Fuji nha mọi người. Đấy, Fuji. Đầu bu Fuji, đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, cần này cũng ba đoạn luôn. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 90cm, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 200g, giá của nó là 130.000. Số 5, 130.000. À, 130. Đó. Đó kìa, đó kìa. Đây, tiếp theo cũng là một cái cần Holiday. Đây. Này keo luôn rồi, dính keo thôi. Để rửa đi là nó sạch à. Này, keo này. Đây. Cái cần này chất liệu cũng là phíp nha mọi người. Chất liệu phíp. Này, bắt cũng Fuji. Cái cần này thông số là y cái cần kia đó. Ngoại hình của nó thì ngoại hình của cái cần này cũng tương tự như cái cần lúc nãy nha mọi người. Phan này, phan nứt bể này. Cái này phan, mấy phan này còn này. Đấy. Được cái là cái này hình như hư một cái phan thôi. Đây, dưới này nứt nè, dưới này có nứt nè. Đấy. Hai cái phan hư nha mọi người, hai cái phan hư. Cần này chất liệu phíp, ngoại hình của nó thì khoảng 80-85%. Đấy. Cần này dài 2m4, thu vào 0,9, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,4 ly, 2,5 ly gì đó. À, cân nặng 240 rồi ra. 220-240, à, cái này còn đá này nó nặng hơn kia nãy. Nó tương tương. Đấy, cái cần này cần số 6. Cũng 130.000. 630.000 nha mọi người.
Tiếp theo, cần số 7. Số 7 là một cái cần hiệu gì đây? Đấy, như thế thôi. Đấy, anh có ghi nữa này, Made in Korea này. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85-90%. Đây, dạng fan của nó thì như thế này. Đấy, nứt bể mắt đá luôn. Đấy, cái này thì còn được. Đấy, cái fan này thì còn được, cái này cũng nứt này. Đấy, Double Fuji này. 1 2 3, ba đoạn nha mọi người, ba đoạn. Cần này dài 2m7, thu vào 99cm, đường kính độc đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 140g. Cái cần này số 7. Số 7 cái này bán 100.000. Cảm ơn mọi người đã chờ mình nha. Tục qua cảm. Tiếp theo là cái cần Olympic. Cần này chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Hình của cái cần này thì nước sơn nó khoảng cỡ 75% thôi. Đấy, cần này thì cái đầu u nó cũng bị gãy rồi. Đấy, nó có 3 khúc thế này thôi. Còn fan thì về thay luôn. Mọi người về chế cái gì đó là chế nhá. Chế cái gì đó là chế, nó như thế này thôi. Đấy, Olympic bát vặn. Cái cần này thì đây, cái đầu đuôi của nó cũng mất đít rồi nha mọi người, mất đít rồi. Này, cần này dài 2m7, thu vào 95cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,7 này. Cái chỗ đoạn gãy nó là 2,7 ly nha mọi người. Cân nặng là 210g. Cái này bán cho vui cho mọi người. Cái này số 8. Cái này bán 60.000 thôi. Đây, 60.000. Tiếp theo số 9. Đến cũng là cái cần Olympic này, Made in Korea. Cái cần này thì ngoại hình của nó khoảng 80% nha mọi người, 80%. Đây, dạng fan này. Đây thì cái này bể mắt đá, bể mắt đá hết, còn cái fan này. Fan này thì ok, không thấy bể nha mọi người, không thấy bể, ok. Còn đá, còn đầu bu, về thay ba cái fan kia đi là được. Nhá. 1 2 3, nó cũng ghép thành, nó cũng ghép từ 3 đoạn. Đấy, 3 đoạn rút. Bắt. Này. Olympic bắt nhựa nhá. Dài 2m7, thu vào 98cm, đường kính độc đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 200g. Đấy. Đây này cái số số 9. Giá 140.000 nha mọi người. 140.000. Tiếp theo, số 10 là một cây cần của cái hiệu gì đây mọi người nhìn ha. Đấy, chỉ có tên mới được nói thôi.
chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% từ đây nhé. Đấy, dàn phan này, phan của nó có nứt bể, người ta có nhỏ keo rồi nha mọi người, người ta có nhỏ keo rồi. Đấy, mọi người về ưng gia cố thêm keo vào đây. Đấy, nứt bể người ta gia cố keo rồi đây. Thật ra không quan tâm tới ngoại hình thì chỉ cần gia cố keo vô là xài được nha mọi người. Rồi, xin chào. Mẹ phải nặng tay quá, gãy luôn. Gãy luôn cái đầu mọi người. Đó, phải nặng tay quá, gãy cái đầu. Rồi, bỏ ra luôn. Đó, cái này tạm thời không bán nha mọi người. Không bán, bỏ ra để mình lấy phụ kiện thôi. Gãy như thế này thôi, mình bỏ ra mình lấy phụ kiện luôn. Nhá. Không bán cái này, bỏ qua bên đi. Tiếp theo là cái này, kinh thân, cần kinh thân nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 70% thôi. Đấy, chất liệu là phíp. Này, cái cần này thì cũng gãy mất độc rồi. Đấy, ok. 1 2 3 4 5, nó có 5 đoạn tất cả nha mọi người, 5 đoạn tất cả. Phan thì còn một cái phan cũ. Sao gì? Dạ không gì. Phan thì đa phần là hỏng rồi. Đấy, còn đá thôi nhưng mà nó bị nứt vỡ rồi nha mọi người. Đấy, bát Fuji FS6 này. Cây này dài 4m4, thu vào là 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 1,6 ly, cân nặng là 310g. Cái này giá 100. Cái này cây số số 10, giá 100. Tiếp theo, cây số 11 là cũng cây Holiday. Cây này số 9. Đây, cây Shimano nha mọi người, Shimano Holiday. Đấy, cây này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% rồi đây. Phan này, đấy, bể vỡ này. Cái này thì còn không bị vỡ này. Cái này nứt đây này. Cái này thì còn. Đấy, Double Fuji luôn. Đấy, 1 2 3, nó cũng có 3 đoạn như thế thôi. 3 đoạn bát Fuji. Cái cần này dài 27, thu vào 99cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 240g, giá 130. Số 11. Tiếp tục là một cây cần rút hiệu gì này, có một cái tay này thôi chứ chả có cái gì. Đấy, ngoại hình cây này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 80%. Đây, cây này người ta đã từng thay phan nữa mọi người, thay mấy cái phan ở đây nè. Đấy, mọi người về thay luôn hai cái phan này đi. Đọt to và cứng lắm nha mọi người. Đấy, 1 2 3 4, 4 đoạn tất cả, 4 đoạn tất cả nha mọi người. Hạt
Fuji này. Cần này dài 3 mét, thu vào là 97 cm, đường kính đột đỉnh là 2,8 ly, cân nặng là 360 gram nha mọi người. Cây này cây số 10 mấy rồi ta, 12 số 12 140 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 13 lại cần kinh tên đấy. Cần này ngoại hình của nó khoảng cỡ 85% nha mọi người, chất liệu là phíp đây, phan thì mọi người biết rồi đây. Phan này thì còn ok này đấy. Chưa nứt bể này, hai phan này hư rồi đấy. Bu 1 đoạn 2 đoạn 3 đoạn 4 đoạn nha mọi người, 4 đoạn tất cả. Fuji FX7. Cây này dài 3m6, thu vào là 1m, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 320 gram. Giá cây này cây số 13 130 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 14 là một cây cần, cần này bị người ta sơn lại rồi nha mọi người, không biết có hiệu gì đó, người ta sơn lại rồi, manh rảnh rảnh manh sơn lại rồi. Bát này FX6 này, cần đi này, cần này cần tay người ta chế thành hay sao mọi người, đây là cần tay trợ máy biết gì đây, người ta giờ thì chắc người ta dùng như cần tay đó mọi người. 1 lóng 2 lóng 3 lóng 4 lóng tất cả. Nó dài 2m3, thu vào 1m, đường kính đột đỉnh là 1,4 ly, cân nặng là 110 gram. Cái này cái số phan, không mấy cái phan này nứt còn đá nhưng mà bị nứt không rồi. Cái phan này có vẻ đã còn nè, còn cái gì nữa có vẻ còn. Cái này cây số 14 80 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cây số 15 Made in Korea nha mọi người. Cái cần này thì chất liệu là phíp thôi, phíp ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, nứt mắt đá này, nứt mắt đá này, này không nứt này còn ok này, này cũng không nứt còn ok này. Đấy, đồ bu khá là cứng nha mọi người, đột khá là cứng. 1 2 3 4 đoạn tất cả nha mọi người, 4 đoạn. Bát Fuji gì FX7 nhé. FX7 dài 3m6, thu vào là 1m03, đường kính đột đỉnh là 3 ly, cân nặng là 280 gram. Cái này cái số 15 130 nghìn, 130 nghìn rồi. Tiếp theo số 16 là một cái cần Shimano Holiday 10. Đấy, cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 75% trở lên. Đấy, này người ta dán keo, người ta dán xấu quá, mọi người về dán lại nhé. Đấy, những cái nứt này mọi người có về có thể dán keo lại, còn không có thay luôn cái dàn phan đi, 4 cái phan đi, mấy chục ngàn à. Đấy, một đoạn 2 đoạn 3 đoạn nha mọi người. Đó,
cá đà ba đỏ bát Fuji giờ 29, thu vào 1m09, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 260 gram. Cây này cây số 16, cây này bán 120, cây này bán 130.000 chứ nhập 130.000 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần đây, có cái hiệu gì đây, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85% trở lên. Bát Fuji FS7 này, dàn phan này, phan nhựa này bể vỡ hết rồi, không bể vỡ, còn cái này được này, còn phan này được, phan này cũng nứt phía dưới này, người về thay luôn nhé, thay hết vàng luôn, xài nó sướng này. Đấy, đọt 1, 2, 3, 4 đoạn, 4 đoạn tất cả. Này dài 3m9, thu vào là 1m1, đường kính đột đỉnh của nó 2,4 ly, cân nặng là 340 gram. Cái này số 17, 17 này bán 101, 17 101 mọi người, người chờ mình tiếp. Tiếp theo cây này. Đấy. Cây này thì trời chất liệu là phíp mọi người. Ngoại hình của cây này khoảng 90% trở lên. Bát này, dàn phan này. Đấy. Phan thì bể vỡ hết rồi. Đó, người về thay đi nhá, đầu bu thì còn ok. Cây này dài 3m, thu vào 1m1, đường kính đột đỉnh của nó là 2,6 ly, cân nặng là 180 gram. Đây là cây số 18, này bán 80.000, 80.000 nha mọi người, 18, 80. Tiếp theo cây cần số 19, 19 là cây cần hiệu gì cũng thấy nè. Đây, cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Bát Fuji FS7. Đấy. Này. Nó có bị phan, nó có bị nứt, còn người ta cũng có dán keo này, có cái mắt đá luôn này, mắt đá này, hai cái mắt đá này. Đấy. Đa phần là đều bị nứt nha mọi người. Nứt, mọi người nói chung thay cái dàn phan đi xài nó sướng à.
đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 5 đoạn tất cả nha mọi người, 5 đoạn. Cái cần này dài 4m3, thu vào là 1m02, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 280g, giá của nó để là 200. Cái này cây số 19, cây này bán 170.000, 170.000 nha mọi người. Có cái túi này, túi của thằng Đài Hoa đây, không biết nó có phải Đài Hoa không, chắc là nó Đài Hoa, nó về nguyên túi đây mà. Tiếp theo là một cây cần của thằng Cosin. Đấy, cần này còn khá là mới đẹp, ngoại hình của nó phải 90-95% trở lên nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp nha mọi người. Dòng fan, fan thì cũng nứt bể đây, cái dưới này nứt dưới, này cũng nứt dưới này, này thì còn có vẻ ok. Đấy, dòng fan này mọi người về cái nào bị nứt vỡ mọi người về dán keo lại thôi nha mọi người. Đây cũng ít đó. Đây, những cái này thì còn này nha mọi người, những cái nhỏ này còn. Đấy, đột thì khá là ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đoạn tất cả, 6 đoạn tất cả nha mọi người. Bass Fuji FX7 này. Cái cần này dài 5m1, thu vào 1m2, đường kính độc đỉnh của nó là 1,1, nói chung là đường kính độc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 410g. Cái cần này cần số 20, giá 240.000. 240.000. Rồi, mình có 20 cây cần như thế, mọi người xem và mua hàng ủng hộ cho mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng là 0854 cái này bán ở kênh Cần Ngon Bãi là 0786 nha mọi người, 555599, mình ở Đà Nẵng. Và mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship. Và một cái nữa là mọi người khi trước khi nhận hàng, mọi người phải mở ra kiểm tra hàng cẩn thận. Đấy, xem có bị bể vỡ hay sai sót gì so với trên video mình nói hay không. Đấy, và bể vỡ hay là nứt khi trong quá trình vận chuyển hay không, là nếu có thì alo cho mình để giải quyết luôn ngay lúc đó nha mọi người. Đấy, có thể là mọi người hoàn giải quyết hoàn hàng hay là bớt tiền hay như thế nào đó thì giải quyết ngay lúc đó luôn. Còn lại mình sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào đã nhận hàng rồi với thông báo cho mình nha, kể cả khách quan hay gì nữa, nấu cho mọi người đỡ mất lòng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.